Chiều ngày 10 tháng 6, mưa bắt đầu giảm dần ở miền Bắc sau hai ngày khu vực ở trong đợt mưa lớn trên diện rộng. Mưa cực đoan kéo dài đã khiến nhiều nơi hứng chịu ngập lụt nghiêm trọng, tập trung ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, khiến giao thông bị đình trệ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thực tế, kể từ đầu tháng 5 đến nay, miền Bắc hứng chịu các đợt mưa rông liên tục, mặc dù đã vào giai đoạn đầu mùa hè. Trong vòng một tháng, khu vực chỉ đón duy nhất một đợt nắng nóng, từ ngày 26 tới ngày 30 tháng 5, còn lại duy trì thời tiết nhiều mây, nền nhiệt thấp cũng dưới 34 độ C và mưa nhiều. Một chuyên gia khí tượng lý giải, mùa mưa ở miền Bắc thường bắt đầu từ khoảng tháng 4-5 tháng đến tháng 9-10. tháng 10. Việc mưa rông xuất hiện ở khu vực trong thời gian qua là theo quy luật. Do vậy, tình trạng mưa kéo dài suốt cả tháng 5 và đầu tháng 6 ở miền Bắc là do trên khu vực tồn tại rãnh áp thấp ở vùng núi, kết hợp hội tụ gió Tây Nam nóng ẩm. Cùng với đó, hệ thống áp cao từ phía Bắc nén xuống, hình thành các dạng áp thấp ở khu vực phía Nam Trung Quốc, sát với biên giới và dịch xuống khu vực vùng núi phía Bắc nước ta, một số điểm mưa lớn cực đoan do địa hình lòng trào thung lũng. Tổ hợp các yếu tố trên là nguyên nhân chính khiến miền Bắc mưa lớn kéo dài suốt tháng 5, tập trung ở vùng núi và Trung Du. Thống kê cho thấy tổng lượng mưa trong tháng 5 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn 30-60% so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 80-100%, tức là gấp đôi so với cùng kỳ. Trái ngược Tây Nguyên và Tây Nam Bộ lại có lượng mưa thiếu hụt 15 tới 30%, có nơi thấp hơn 50% so với trung bình. Lý giải thêm ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo ký tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, mưa lớn xuất hiện ở miền Bắc thời gian này không phải là bất thường do đang trong giai đoạn chuyển mùa, khu vực chịu tác động của các đợt sóng lạnh yếu gây mưa rông. Theo chuyên gia từ đêm ngày 8 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, miền Bắc đã xuất hiện mưa lớn với hai tâm mưa ở Đông Bắc Bộ tâm mưa nằm tại Quảng Ninh, Hải Phòng với vũ lượng lên tới 200 tới 300 mm, có nơi như huyện Quảng Hà và thành phố Móng Cái sấp xỉ 400 mm. Còn ở Tây Bắc Bộ, tâm mưa nằm tại khu vực Hà Giang với lượng mưa phổ biến là 100 tới 200 mm, cá biệt có điểm mưa ở huyện Vị Xuyên trên 400 mm. Ông Hường nhận định đây đều là lượng mưa lớn trong tháng 6, là nguyên nhân gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang và một số nơi ở vùng núi phía Bắc riêng ở thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, khu vực này có địa hình lòng trào, được bao quanh bởi các rãnh núi cao nên khi lũ lên, lượng nước dồn về quá nhanh gây ngập lụt diện rộng. Theo cơ quan khí tượng, từ chiều ngày 10 tháng 6, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm. Những vùng tâm mưa như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang cũng giảm mưa, nhưng đề phòng vẫn có điểm mưa cục bộ lên đến 100mm. Do vậy, người dân các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục đề phòng với hiện tượng lũ quét, trượt lở đất do mưa lớn cục bộ với cường suất lớn. Từ ngày 11 tháng 6, miền Bắc giảm mưa và tăng nhiệt, có nơi lên ngưỡng nắng nóng trên 35 độ C. Tuy nhiên đến khoảng ngày 14 và ngày 16 tháng 6, khu vực khả năng hứng thêm một đợt mưa mới. Trưa ngày 10 tháng 6, công an tỉnh Hà Giang có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn theo đó, vào đêm ngày 9 tháng 6, dạng sáng ngày 10 tháng 6, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản. Tính đến 9 giờ sáng nay, thiên tai làm 3 người tử vong, trong đó tại huyện Hoàng Su Phì có 2 người tử vong do bị nước cuốn trôi, tại huyện Quản Bạ có 1 người tử vong do bị sạt lở đất, thiệt hại về tài sản ước tính là khoảng 9,5 tỷ đồng. Sau khi xảy ra mưa lũ, lực lượng công an đã huy động cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị, phương tiện, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả. Đặc biệt, lực lượng công an đã phá rỡ nóc nhà, giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Hà Giang. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hòa Giang ngập chìm trong nước lũ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cảnh sát cơ động đã phân chia lực lượng phối hợp với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời tại những điểm ngập úng hỗ trợ, giúp hàng nghìn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập và di rời tài sản đến nơi an toàn hiện tại trên địa bàn vẫn có mưa không ngớt nước lũ trên sông lô đoạn chảy qua thành phố ngày một dâng cao người dân thành phố tích cực chuẩn bị để di rời tài sản khi nước tràn vào thành phố lực lượng công an tập trung giúp nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn đồng thời không để xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự tại huyện mèo vạc trước tình trạng mưa lũ diễn ra phức tạp lực lượng công an xuyên đêm túc trực để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống sông nho quế tuyến đường chính xuống sông nho quế vào ba xã biên giới là thượng phùng xin cái sơn vĩ đang được thi công xây dựng mưa lớn đã khiến tuyến đường này bị chia cắt dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mèo vạc đang triển khai nhiều biện pháp phân luồng đặt biển cảnh báo rào chắn barrier trước các điểm xảy ra ngập lụt sạt lở Ngày 10 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh nước lũ cuồn cuộn từ trên núi cao bất ngờ đổ xuống các đoạn đường tại xã biên giới Bà Vi, Xin Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ, v.v. huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa đường, đối diện với nguy cơ nước cuốn, bị đất đá vùi lấp bất cứ lúc nào. Trong những giờ phút hiểm nguy đó, nhờ sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đã vượt qua các cung đường nguy hiểm tại huyện miền núi Mèo Vạc an toàn tài khoản facebook có tên là nguyễn việt hải chia sẻ xin chân thành cảm ơn bà con nhân dân các dân tộc mèo vạc tỉnh hà giang đã trực tiếp giúp đỡ đoàn công tác thật an toàn cảm ơn các du khách nước ngoài cũng bị mắc kẹt giữa dòng lũ đã cùng nhau động viên để có động lực vượt qua Cảm ơn các bạn đồng nghiệp VTV và báo đã đồng cảm với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cảm nhận về sự gian truân vất vả với sự nghiệp giảm nghèo vùng cao biên giới mà bà con các dân tộc bao đời nay vẫn kiên cường bám trụ, chống chọi với thiên nhiên thời tiết khắc nghiệt trên mảnh đất cao nguyên đá để đi tìm hạnh phúc cho chính mình và người thân. Được biết, trong ngày 9 và ngày 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập sâu chia cắt. Ngày 9 tháng 6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh du khách tới Hà Giang bằng xe máy nhưng bị mắc kẹt giữa đường do mưa lũ dồn dập đổ xuống. Sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại khu vực đường xuống bến thuyền sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Là người địa phương, tôi cũng phải sợ. Sau khi đã trở về an toàn tại homestay vào tối cùng ngày, anh Trần Văn Quân, 26 tuổi, hướng dẫn viên du lịch bằng xe máy cho hay, anh cùng 6 du khách nước ngoài trong đoàn chính là nhân vật trong đoạn clip đang được lan truyền. Sáng cùng ngày, nhóm 6 du khách đi trên 5 xe máy xuất phát từ trung tâm huyện Đồng Văn lúc hơn 10 giờ sáng. Trong đó, 4 người được tài xế địa phương chở, hai du khách khác đi chung một xe, tự cầm lái. Men theo quốc lộ 4C, nhóm khách mất hơn 1 tiếng trước khi dừng chân tại bến thuyền sông Nho Quế. Anh Quân kể, trong lúc chúng tôi tham quan sông thì trời đổ mưa lớn, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc để trở lên. Đoàn khách sau đó men theo đường 193A để trở lại quốc lộ 4C, một bên họ là vách đá dựng đứng của đèo ma pì lèng một bên là hẻm vực tu sản sâu hun hút hàng trăm mét nơi con sông nho quế cuồn cuộn chảy dòng nước đục ngầu khi cả nhóm tới khúc cua tay áo đang thi công dòng nước chảy xiết cuốn theo nhiều đất đá chắn ngang đường xe máy không thể tiếp tục di chuyển anh quân kể lúc này trời tiếp tục đổ mưa lớn nhóm du khách phải đứng nép vào một bên những người lái xe phải giữ chặt tay lái và chân trống để không bị dòng nước đẩy xuống dốc anh trần văn quân kể lại và cho hay anh luôn động viên sáu vị khách bình tĩnh. Là người địa phương, tôi cũng phải sợ trong giây phút ấy. Khu vực này cách đây một năm đã có người tử vong do đá lở đẻ trúng ô tô. Trong khi đó, dòng nước phía trên vẫn cuồn cuộn đổ về. Trung tình cảnh với họ là khoảng 20 du khách của các đoàn khác. Sau khi liên hệ công an huyện Mèo Vạc, anh Quân được hướng dẫn không tự ý di chuyển thêm mà tìm nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi tiếp cận khu vực trên do lượng bùn đất lớn và dòng nước lũ cuồn cuộn chia cắt giao thông. Tới 17 giờ, một số chiếc xe tải đang trên đường lấy hàng tại chợ trung tâm huyện Mèo Vạc ngang qua khu vực này. Anh Quân nhanh chóng nhờ tài xế ô tô cho xe máy lên thùng. Cùng lúc, những chiếc máy xúc đang thi công gần đó cũng được huy động để ngăn dòng nước xiết, giúp họ thoát khỏi khu vực này. Thoát khỏi khu vực sạt lở, nhóm du khách tiếp tục hành trình khám phá hướng du già, hậu duệ. Anh Quân kể vào tối cùng ngày, những vị khách khi tới Hà Giang du lịch, họ chung đam mê khám phá thay vì nghỉ dưỡng. Đồ chút lo lắng qua đi, Du khách nói rằng họ đã có thêm một trải nghiệm đáng nhớ. Gặp tình cảnh tương tự, Đào Phương ở thành phố Hà Giang cho hay, cô đã trở về nhà sau chuyến du lịch Đồng Văn Mèo Vạc vào ngày 8 tháng 6. Tình hình ngập lụt sạt lở không chỉ xảy ra ở đường xuống sông Nho Quế, mà còn xuất hiện trên nhiều đoạn thuộc cung đường từ thành phố Hà Giang đi bốn huyện vùng cao nguyên đá. Nhiều hoạt động như đi thuyền dưới hẻm tu sản, tắm thác vì thế cũng bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Huy Sắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xác nhận. Sự cố do mưa lũ sạt lở xảy ra ở đường xuống sông Nho Quế vào đầu giờ chiều ngày 9 tháng 6. Ông Sắc nói, sự cố xảy ra ở khu vực đang thi công đường, đến nay đã cơ bản khắc phục xong và không gây thương vong. Chính quyền địa phương đồng thời đưa ra khuyến cáo du khách cẩn trọng khi đi du lịch trong mùa mưa lũ. Trong đó, du khách cần theo dõi các cảnh báo từ cơ quan khí tượng, không di chuyển qua các cung đường đèo khi trời mưa lớn, đồng thời hạn chế di chuyển khi trời tối có sương mù. Khi gặp sự cố, du khách được khuyến cáo giữ bình tĩnh, tìm cách liên hệ ngay với chính quyền địa phương hoặc người xung quanh gần nhất để được hỗ trợ. Trong ngày 9 tháng 6, Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ. Khi có tình huống xảy ra, công an các địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức di rời, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn người dân, đồng thời khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.